Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thành Nguyễn ngày hôm nay ạ. Và hôm nay Thành Nguyễn xin phép được giới thiệu cho quý vị một là bài nhảy dân vũ mới, đó là bài nhảy dân vũ Mấy Nhịp Cầu Tre. Vâng ạ, và như thường lệ thì link âm nhạc Thành Nguyễn vẫn để ở bên phía dưới phần nhận xét. Khi mà tất cả quý vị tập thuộc thì chúng ta hãy lấy video ghép nhạc đó để chúng ta ghép vào bài các bạn nhé. Và sau đây chúng ta bắt đầu vào bài tập luôn được không ạ? Tôi sẽ hướng dẫn quay cùng hướng với tất cả quý vị để quý vị tập theo được dễ dàng hơn nhé. Bắt đầu ạ, chúng ta vào động tác thứ nhất ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đổi động tác luôn ạ. Chúng ta chuyển sang động tác tiếp theo ạ. Bắt đầu ạ. 1, đưa sang ngang. 2, 3, 4, vỗ tay ạ. 5, 6, 7, 8, đổi bên tiếp ạ. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Và chúng ta đổi động tác ạ. Bắt đầu. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Và bước chân trái lên ạ. 1, 2, 3, 4. Chúng ta lùi về ạ. Cha, cha, cha. 2, cha, cha. 3, cha, cha. Bước chân trái về bắt đầu ạ. 1, 2, 3, 4. Tiếp tục một lần nữa ạ. Cha cha tiến ạ. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Bước chân trái lên. 1, 2, 3, 4. Chúng ta lại lùi về ạ. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Bước chân trái lùi về. 1, 2, 3, 4. Và bắt đầu chúng ta đổi sang động tác tiếp theo ạ. Này chúng ta bước 8 nhịp các bạn nhé. Bước 8 nhịp lên xuống ạ. Bằng chân phải trước ạ. Và chúng ta quay tay phải ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 quay về đây. 1, 2, 3, 4 ạ. Tiếp tục ạ. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 3, 4. Tiếp tục lần 4 ạ. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4. Về đến đây chúng ta đổi động tác luôn ạ. Bắt đầu đẩy chân trái lên ạ. 1, 2 thu về, 3 đẩy lên, 4 thu về, 5, 6, 7. Chúng ta dậm chân phải tại chỗ và giữ chân phải ạ. 8 thì chúng ta bước chân phải quay lại đằng sau, sang bên phải ạ. Tiếp tục ạ. 2, 2, 3, 4,
quay về bên trái ạ. Tiếp tục thực hiện lần thứ 3. 3 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta bước chân về đây và chúng ta chắp hai tay lên trên đầu ạ, và chúng ta nhún cánh hông sang hai bên cố nhịp. 1 2 3 4 ạ. Vâng ạ, và hạ tay xuống. Chúng ta bước sang động tác tiếp theo ạ. 1 bước chéo chân. 2 3 4 và chúng ta tay giơ như đánh đàn guitar ấy. 5 6 7 8 hạ chân xuống. 2 2 3 4 5 6 7 8 tiếp tục. 1 2 3 4 bước về ạ, và thực hiện động tác tiếp theo ạ. 1 bước chân phải lên gạt tay. 2 3 4 5 6 7 8 ạ, và chúng ta bước 4 bước về ạ. 1 2 3 4 ạ, tiếp tục lần thứ 2 ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 và lần thứ 3, lúc này chúng ta quay tay lại và chúng ta vẫn đánh người. 1 2 3 4 5 6 7 8 ạ, và chúng ta lại bước về. 1 2 3 4 5 6 7 8 là chúng ta bước theo nhịp chân bước nhé các bạn nhé. Vâng ạ, và chúng ta tập lại một lượt như vậy nữa thì chúng ta sẽ hết bài ạ. Vâng ạ, và lúc này tôi sẽ đi chậm một lượt và hết cả một bài luôn để các bạn tập theo khi mà thuộc thì chúng ta ghép nhạc được dễ dàng hơn nhé. Bắt đầu từ đầu ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 đổi động tác ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 chuyển động tác. 1 cha cha 2 cha cha 3 cha cha bước chân trái lên và bắt đầu đánh tay. 1 2 3 4 bắt đầu 3 bước cha cha lùi ạ. 1 cha cha 2 cha cha 3 cha cha chân trái bước về. 1 2 3 4 tiếp tục. 1 cha cha 2 cha cha 3 cha cha chân trái bước lên. 1 2 3 4 lùi về ạ. Cha 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 lùi chân trái về. 1 2 3 4 đổi động tác ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 3 2 3 4 5 6 7 8 8 3 2 3 4
7 8 4 2 3 4. Hôm nay chúng ta đổi động tác ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8. Bước lại 1 2 3 4. Tiếp tục ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4. Tiếp tục động tác tiếp theo ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. Tiếp tục lần 2 ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. Cái này chúng ta khoanh tay vào ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Và chúng ta tập lại từ đầu ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8. Lúc này mà chúng ta mới chuyển động tác bắt đầu ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. Và tiếp tục ạ. 1 cha 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 cha, 3 cha cha, bước chân lên. 1 2 3 4 lại đi lại. Cha 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 cha, bước về. 1 2 3 4 lần nữa. Cha 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 cha, bước lên. 1 2 3 4 cha 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 cha, bước chân trái về. 1 2 3 4. Đổi động tác ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 và 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4. Tiếp tục chúng ta thực hiện động tác tiếp theo. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4
Nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả quý vị ở bên phía dưới phần nhận xét để tôi hoàn thiện những video tiếp theo, cũng như là tôi ra được những video mới để hướng dẫn lan tỏa cái phong trào thể dục thể thao, được không ạ? Vâng ạ, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.